Baby Bus. Hey, hãy nhấn vào đăng ký để theo dõi. 1, 2, 3, 4, 5. Các cậu đã sẵn sàng chưa? Tớ chuẩn bị tới đây. Tớ tìm thấy cậu rồi. Cậu tìm thấy tớ nhanh thế. Bánh dâu tây đâu rồi nhỉ? Tớ không thấy cậu ấy đâu. Chú hãy giúp cháu chuyển hộp bánh này cho Rudolph nhé. Được thôi, không vấn đề gì. Ôi không, bánh dâu tây ở trong hộp bánh rồi. Tôi phải làm sao đây? Đúng rồi, đi cứu cậu ấy thôi. Đằng kia, nhanh lên. Không vấn đề gì, tốc độ nhanh nhất luôn. Kịp rồi, nhanh hơn đi. Tin tớ đi, tớ lái xe hơi bị siêu đấy. Nhanh lên, chúng ta phải đuổi kịp. Sao lại dừng lại? Đi tiếp đi. Chúng ta hết pin rồi. Chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta không thể cứu được dâu tây. Chắc là cậu ấy sợ lắm. Này, nhìn kia, cậu ấy ở đằng kia. Đi nào. Chúng ta hãy qua đường khi đèn chuyển sang xanh. Xanh rồi, đi thôi. Xe đến. Ha ha ha!
có chuyện gì vậy? À, tôi biết rồi. Đèn xanh rồi, đi thôi. Xe buýt đang tới. Thật là đáng sợ. Đi thôi. Tony, Fry, xin hãy đến cứu tớ. Chúng ta là bạn tốt mà. Trốn đi. Anh em trốn đi. Ra đây các cậu. Chúng ta về nhà thôi. Được thôi. Nếu bạn bè của chúng ta gặp nguy hiểm, hãy thật dũng cảm và nghĩ cách giúp họ nhé. Nhưng hãy luôn nhớ là phải thật cẩn thận.